để tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 gồm các đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu, Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước. Trong số này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và năm ủy viên Thường vụ Quốc hội được trình miễn nhiệm đều không tham gia Trung ương khóa 13 Do đó Quốc hội tiến hành kiện toàn chức danh. Tiếp đó Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Sau đó Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước.